Welcome to my Vietnam vlog nè tất cả các là nơi những cái vùng ta hiểu về quán trên tới Việt Nam. Giờ ta nhỏ bán thọt ấy cho nên là các nè cắt ở nè đó kia mới lên. Rồi là nơi những mà đó Việt Nam ấy. Ngày tí muối cứ mà đó Việt Nam hay cái vùng ta check in hotel hay cái vùng mơ hotel lên lặng lên lặng. Hotel kia sẽ ạp đó nè nè đó kia. Nên ngày chân dương cũng bông ta hiệp trong check in hay kì do văn lý dõi đã đạt nên lời tục ở dương chân á nè đó kìa phù nhóm thở trên tất khảo phim dưới tất mà đọt tại phim nhóm thở trên tất khảo phim tại mà đâu nè đó kìa nè cứ nhóm thở trên tất kháng khéo đâm bay lo cả a ngày xảy đến nhóm miên activity chọn nên ngày lời nhóm mà đọt lành lo cả a ấy cứ nhóm mà lo chốt áo giấy là chỉ chốt đồng nàng trên Việt Nam chân á phù nhóm miên photoshoot chúng mình đang chốt áo dài nè khăn ông tì trong Sài Gòn. Yeah, so lời nâng cấp bông ta mơ chốt. Vì tớ bên chất chốt này chừng kê nè đó. Cái này bị bỏ vì hiện xe lò. Yeah, chẳng có xe mẹ chất tha do chốt nâng hay tại đó được cắt nè đó. Cái này cứ tha lô liêm thầy club mòn. Nâng ngay. Tớ chênh máu bị lo cả ai nè đó. Cái này ngày xài nâng nhôm. Tớ activity nhôm ngày nâng cứ nhôm miên. Đó là anh kia khá nhưng thời mà lo cả là anh lo cả hai đấy. Trên vì nâng tới nhưng tôi lập tờ tay với cô máu nhưng mùi tết dịp xuống tại vì nó trong mùi nắng. À cầm bàn giọng see you at the dinner. Nên ngày nào tao khní lại nhung hiệp luôn hói vậy tao còn lòng pe nhung hiệp luôn nhung phải nhập mình tao nhung miên pe tại mà pay này tì xem hiệp luôn rồi nè đó khní ngồi tao khay make up tao pe chúng tới nhỏ bạn thọ video so lời nữa chồng mà đo khổ mấy cái bốn trăm lần chứ nè chẳng hay có thọ đây nè đó khní mờ yeah nhưng mà đo lấy nhung mà chú cho mười nâng luôn Miss Universe Việt Nam vì bọn nằm bờ gọi roommate bọn nhung mà nè đó khní vậy tới nên là khi tay tao xui nhung thế này kê roommate nhung nên không Miss Universe quạt là ngày cứ thế khan chú khní phèm bọn mùi chứ nè mà lỡ mà chú khní với nó quạt khăn mình ta nè đó khní vậy tới nhung cho chất cô thay nhung sẽ lành quạt đại xa quạt take care nhung mình ta nè không nông pê còn lòng pê Miss Universe của cả nó nhung không mê đồng buồn chứ nè mấy con một pay bọn mùi nè đó khní cận mới vậy tới hay quạt cô ấy sao anh tiết hay nhung vậy tới nhung nâng mình quạt nhung sẽ bài chật một bàn quạt vừa rùm mệt nè hay là bàn mà chụp khía nhung bị thang dậy nè đó khía dậy khía lâu vậy tới hướng ách chọc một á hay dạ sẽ cảm hiệp đó thì nhung mà sơn bàn thò đây nè đó khía để xa ta lạnh dậy khía hay nâng nhầm ấy tập bánh nâng tay tập bánh nâng nè đó khía đọc mùi mau đọc mùi mà bạn đó tẹo ấy nên ngày hay giờ chúng có miễn thoát là các nơi hàng sushi nên ngày chẳng nói hay có order ở ấy chẳng ngâm chẳng tài yeah chẳng nào hay tầm mơ sẽ cảm thấy bất to thế tạm biệt đây chờ đến hay đó khi sẽ cảm thấy dụng năng ngày tìm mùi á Nè, mơ rung mê chứ không? Chà, ca chân nón này mà cuộn với khí á, dễ bị thép rồi bỏ nhau mà đói khoa hề mà bà ly tụi con nhung nhàm ta lại nữa nhau mà đói chụp khí hay mình ghế có ai tiết nhá dễ tất nhiên sẽ bạn có thẳng phân nữa thì nhung dễ chân thứ hai con cứ chỉ best Miss Universe sister ever sẽ nghiệp nhung hay I'm so happy để nhung ai chụp con đó tiết hay yeah, ngày này chỉ ngày tiên mua để nhung mà đo Việt Nam hay nhung miên activity chờ để đợi khơi nhung miên từ lo cả vợ ấy có hay đi tiết nhung đừng lo đâu sẽ mẹ cầm thì ngày sai mua tiền so yeah ngày tiên mua nhưng mà con chọc thế so yeah see you nè tao khi ngày đi ngày tiếp bia để nhung nơi khăn ông bên tây Việt Nam hay chỉ activity tí muối nên không ngày tí bì bà nhóm cứ nhóm màu visit office miss champ cứ tham màu tăng phật tại mà đo ngay ở bàn thọt sẽ cầm phiếp bì dịp trong cửa này nè đó khí mơ đi đây xa ta lươn bì nè đó khí này hay bì dục ấy camera ở thơm mô tiết ơi vậy ta sẽ đặt phút thích à yeah so này cứ chia sẽ cầm phiếp nhóm nên không office miss champ nè đó khí mơ nhóm sao lần xa ra sẽ bài chất khăn tại mà đo cha Welcome to you, it's so warm, so I'm so happy.
It's okay, you can talk, it's okay. I just say something normal and my love, it's okay. Đang dễ kiếm. ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបន្តទៀតអ្នកនាងគាត់គឺណាមមេនេជឺរបស់មីសឆាមណាហើយគាត់ក៏ជាអ្នកហៀបចំទទួលខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនឹងផងដែរហើយគាត់ក៏បានឲ្យគ្នាគាត់ដែលជាធីមវើករបស់មីសឆាមមកជួយតែគ្នាខ្ញុំកំពុងពេលដែលខ្ញុំនៅវៀតណាមទៀតទៅពួកគាត់ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយគាត់ក៏ដែរក្នុងមែនតើអ្នកនាងហើយនេះគឺ Elan, thank you for taking care of me during my stay in Vietnam. Quat co chiem rieu mneak da take care nyom nai khnung pe da nyom nai Vietnam nai nea dok nia. Hai ni keu chi sakam phiep same same tiet dai khang teamwork Miss Cham quat ban explain nyom pi kam vithi thmey bo Miss Cham dai nung launching nai khnung pe khang mok nung chap chap hai na nea dok nia keu chia platform thamai bom Miss Cham có đôi chia beauty pageant đài up thọ miền tây môn mèo á nên ngày hai nhóm có ban share the experience bao nhóm có đôi chia sầm nay chia mùi nên thêm vợ bom Miss Cham vậy pin đi pin đúng vậy chứ nghe nè đặc biệt của những ban mèo visit office Miss Cham mấy chân trăm cá tiết đã từ nên ngày tham bù cái gì ập chụp mà Yeah, so this is the activity for the boy nhóm này là khi đại nhóm vào Miss Cham office. Yes. Thank you for coming and saying hi to my video. It's a vlog. Yeah. I said something in my own language and then you say hi. Yeah. នឹងឯណាក្នុងឥឡូវនឹងខ្ញុំសម្រាប់បាយថ្ងៃធំអឺអត់មានអីទេពេលបាយថ្ងៃធំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកប្រាប់អ្នកនាងថាខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏បន្តសកម្មភាពខ្ញុំបន្តទៀតបន្តពីខ្ញុំបាយថ្ងៃហើយគឺខ្ញុំដូរឈុតឲ្យយាយមកថតអ្នកនាងនេះគឺជាសកម្មភាពបន្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះគឺខ្ញុំត្រូវមកថតឈុតតំណាងជាតិរបស់វៀតណាមណាហើយខ្ញុំចង់អរគុណទៅខាង Miss Cham team ខ្លាំង មែនតើអ្នកនាងគឺគាត់បានរៀបចំទាំង photographer ទាំងឈុតនិយាយទៅគឺគាត់រៀបចំឲ្យខ្ញុំមកសែតមកអ្នកនាងហើយដឹងគេអត់នៅពេលដែលកន្លងពេលថតនឹងគឺខ្ញុំដាច់ស្បែកជើងហើយខាង Miss Cham manager គឺគាត់មិនយកស្បែកជើងមកឲ្យខ្ញុំដូរសម្រាប់ថតអញ្ចឹងណាអ្នកនាងគ្នា hai quạt mẹ thầm tay yêu mà ơi bẹ tóc thò đây nè cứ quạt áo yếm đạch mồ nè nó khi ơi từ đó con quạt khang mình tên hay sức xe mẹ cá thò nữa cứ mình thò tầm mang cả lạnh nữa nè nè nó khi ní cứ tí tăng tí môi yếm thò nữa mà đông tầm lễ Sài Gòn hay dương nâng miên tí tăng và tập tập tí chân ơi vậy ta có chăng ai dương mới được thò xa xa ở nơi Việt Nam ấy chứ còn nông dân thì thọ lan tròn cả lại nè nó kia và xem nhau thọ với nhung từ tua ba này tại do tọa man phò hay thọ xa xa đó nè chẳng nhung mai nè tọa kia mơ pe đây nhung phò video nâng heo ấy hay xem nhau lại đi ha nè nó đi khinh tung chiết tham ai dương ạ có cái lấy tới có khinh tung chiết cả lại những cái đã tăng tung chiết đã xiên là pe hay có thế nữa tung chiết bọc mai ạ chẳng nhung chẳng ai nè anh thọ lại đại tung chiết nè ấy chơi chứ thì tới cứ có cất cu dương đặt đo miền tàn hay đi cái ti tăng và toa này là kia nên mà đúng cái hai trái sini, dạ nên mà đúng trái sini bò Việt Nam á, để dùng thời thọ mùi triệp cần tay, để cha triệp kẹt ở thọ chẳng hay có mà thọ nơi cái lạnh trái sini một trái sini mùi tới, hay nên nó cứ đầm món test cho cái này là cái này cái mình phiêu test cho chọn mình tên đọc về dùng thời thọ nó cứ tham phiêu test cho cái lạnh mưa ấy cứ chụp mưa dùng này mà đỡ,
mình chăm yên khi đây nè nè hay dạ dùng mà thọt nơi nắng hay dùng có thọt bàn bị bay tì tàng cho nên hay nay đi cứ sự cảm hiệp bề thứ ngày bao nhiêu thọt cho mọi người chốt áo dài và tỏ bị nắng cứ tao bên bệnh thứ ngày này là khi dùng thọt lặng đó rồi xìa phải chịu mỏng chụp buồn này hay dùng có move tới ô ta bên đầm bay hiệp trong khuôn make up từ cam vị thì attend event fashion show bên là nghiệt hay nè nó khi mơ make up nhung sai khăn gì tới nè make up artist bò Việt Nam nó cứ qua make up ở nhung play mình ta nhung mà Việt Nam ấy cứ nhung phát mục chỉ mùi đường make up artist Việt Nam pi nè hay phụ quạt phát mục ở nhung á vậy tới style khó khăn còn sập khó khăn hay play cái sao được khi thì vậy tới ta sao muốn á tàng sẽ tàng play đường muốn yes hay lý nhung mà đó là cái cầm thì nè khi mà đang cái cầm thì vậy chủ cho mọi người design quạt dùng khăn chủ khi mình quạt yếu phụ quạt chỉ design nhà đây sponsor rộp dùng ngày dùng đa fair value nơi cầm thì Miss Cambodia bị bọn năm bà lo yes cứ quạt những ai hay dùng có mà thân fashion show bà cô hay là nâng cứ có bông tay thọt hộ nè 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 cái này thọt cho mọi người photo backdrop vậy tới cái miếng bay đậm nè cả cái miếng cái lạnh cái thọt bay đậm nè cả cứ thế tục bề lại một đeo bên đẹp trai riêng nhà stress ăn tạm đó như vậy yeah hay ai đã surprise ok tết đi nhung mà chủ cho mùi đường này tết liền vì chưa đi vào speedborn pem này là cái gì có được khảo sát khăng mong học chắc tê vậy tới hay đã sống khăng cứ gọi friendly khăng mình ta nhung số bài chơi tới này là hiểu một nhiều nên ngày vào tập bị dùng thọt ha dùng nai cho mang hàng khăn cảm vị thế nên là cái này cứ một đứa tràn bên ta cảm thấy kề vậy ta dùng mà ở thành fashion show bỏ Việt Nam cứ bay đò ngày đi cứ chỉ lượng tiền bay bỏ nhiều mấy đà thành fashion show bỏ Việt Nam á hay chạm bỏ kề một đồng cứ ai để khơi hay cứ surprise mà sa thấy play mà này là cái này dùng mà ở thành fashion show cảm thấy Việt Nam được nè có surprise cho một đứa trẻ cái đà cái mình mốt thầm mấy cái lại là hồn nơi ngày hay nơi hàng khăn lúc nhỏ sẽ thoát ban chờ đấy nè nào cái thoát ban tịch tịch kề hay đi cứ chọc cầm thi nhỏ mà chụp đặt tên liền một đồng tiền hay dạy mưu quạt quạt ôi giờ ta so sweet mà hay đi cứ design nào phải dễ chứ mùi nắng Miss World Cambodia bị bọn mà phải mùi nơi ngày quạt mặt đào một ao design dễ nế nơi ngày hay dùng có mặt thêm này dùng mà chụp khí thoát hụt thoát video mùi khí chứng tờ giá nên hay nè đó cái này video bao nhiêu cứ bật chập mình bật chập nên là khi nhung bật thầm năng sân lại sang tàu view về p chân xem mẹ ngày thì bay thì buôn thì phèm thì bơm môi thì bơ nhung nâng thua video đó phò nở ngày khỏi tiền phụ đại sang view về cho nhung nâng cắt càng càng ngày nè đó nếu mua phụ đại sang nhung mình activity hoàng ngày cho ngay see you in the next video bye bye ok.